Suy nghĩ về việc bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua những thiết bị nông nghiệp để phục vụ cho quá trình làm đất trồng hoa màu, thì ngày hôm nay bà ở đây để xem video này của em, để em sẽ đưa ra cho tất cả mọi người một giải pháp để lựa chọn để cho mọi người cân nhắc trong việc cải tạo đất này trồng hoa màu với một cái sản phẩm vừa túi tiền mà giải quyết được rất nhiều bài toán từ phay đất này, từ xới đất này hay là cắt cỏ. Tất cả các chức năng nó đều trong một chiếc máy, khá là thuận tiện cho bà con nông dân của chúng ta. Thì video này là dành cho mọi người một chiếc máy xới đất đa năng của thương hiệu Turbo với model là TB178. Em muốn giới thiệu đến tất cả mọi người để tất cả chúng ta cùng biết đến một cái sản phẩm, một cái giải pháp cực kỳ là tối ưu với cái mức chi phí bỏ ra vừa phải mà giải quyết được rất là nhiều cái bài toán của bà con, giúp chúng ta tiết kiệm được tài chính này, tiết kiệm được sức lao động để chúng ta có một vụ mùa bội thu hơn. Chiếc máy xới đất dầu 178 sử dụng động cơ turbo và công suất lên tới 9 HP. Khác so với các cái dòng máy xới đất, máy làm đất đa năng trên thị trường thường là 7 HP, thì với cái sản phẩm này động cơ cực kỳ lớn, đó là 9 HP, giúp máy hoạt động nhiều giờ đồng hồ, khỏe hơn và năng suất hơn. Sản phẩm này có sự kết hợp đề nổ. Chúng ta sẽ khởi động đề nổ chỉ cần cắm chìa khóa và đề, rất là tiện, không gây khó khăn trong cái việc chúng ta khởi động. Thứ hai đó là về phần hàm cắt. Với cái hàm cắt ở đây là hàm cắt 60 xăng. Khác so với các cái dòng thông thường ở trên thị trường, trong cùng một phân khúc thì đa số là 40 hay là 50 cm. Nhưng đối với cái sản phẩm này, với Turbo TB178 thì cái chiều dài hàm cắt nó lên tới 60 cm. Trong máy đang được lắp với chức năng là cắt cỏ trục băm, và bộ dao ở đây sẽ bao gồm 14 gốc dao. Với mỗi một gốc chúng ta sẽ gồm dao dao khía như thế này ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy, giúp cỏ được cắt và băm ngay tại vị trí gốc. Ngoài với cái chức năng trục băm thì mọi người còn có thể sử dụng với chức năng là xới đất này, lên luống này, cũng như là xả cỏ, để chúng ta có thể thay thế được các cái chức năng khác nhau vào cái máy này. Thì mọi người chỉ cần tháo ở các cái vị trí đầu ốc thôi và chúng ta thay thế vào. Trong quá trình mà mọi người sử dụng vận hành máy, nếu có khó khăn mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới Vinmark để các kỹ thuật viên của Vinmark có thể hướng dẫn mọi người. Ta sẽ đi chi tiết hơn vào cái sản phẩm này để bà con nông dân cân nhắc thử xem là nó có phù hợp với nhu cầu của gia đình mình không. Chiếc máy này cực kỳ dễ hoạt động, với khởi động đề nổ rất là dễ dàng, với chỉ một thao tác máy cũng sẽ khởi động lên cái vị trí này, thì nó sẽ có các cái chức năng khác nhau. Với cái vị trí tay cần gạt ở bên phía tay phải như thế này, tại vị trí này thì chúng ta sẽ sử dụng để di chuyển máy. Để mà di chuyển máy đi hoặc là máy đứng lại thì mọi người sẽ gạt cái phần tay gạt ở bên phía tay phải ạ. Sử dụng các cái hàm cắt hay hàm xới thì chúng ta sẽ sử dụng phần tay gạt ở phía tay trái. Lưu ý, trong trường hợp bà con nông dân sử dụng với chức năng là cắt cỏ hay là xới đất, khi mà chúng ta gạt cần thì mọi người sẽ gạt làm hai lớp, để máy vào máy từ từ, để khi mà chúng ta gạt lên máy nó sẽ không bị dừng. Tùy vào như mỗi người nâng hạ tay cầm này làm sao cho mình thoải mái nhất trong quá trình mà mình sử dụng. Để mà nâng hạ lên xuống thì mọi người sẽ bóp cái phần cần ở phía bên tay phải đây. Rồi chúng ta sẽ hạ xuống đây, chúng ta nâng lên đây. Với những người cao thì mọi người sẽ nâng cái phần tay cầm này lên cao hơn. Còn ví dụ như em vừa với cái khả năng của em thì em sẽ để ngang như thế này. Với chiếc máy này chúng ta có thể xoay 180 độ. Mọi người cũng sẽ thao tác là cầm vào cái phần cần gạt, mình xoay, được không ạ? Xoay phải, xoay trái. Ok, khi mọi người nhấn như vậy thì cái phần chốt ở vị trí ở trong đây nó sẽ di chuyển để chúng ta sẽ vào các cái khớp phù hợp với vị trí, cái tầm bới của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy có một cái chiếc cần ở đây. Với chiếc cần này thì đây là cần di chuyển giúp máy đi nhanh hoặc là đi chậm, thì sẽ phụ thuộc vào cái phần cần ở đây nhé. Có số mo và số 1, số 2. Tại cái vị trí này, đây là nơi mà chúng ta sẽ bỏ cái phần lưới lên luống vào. Chúng ta sẽ lắp lưới lên luống vào đây, tại vị trí này. Rồi ạ. Quy thì chúng ta sẽ để ở đây để chúng ta sẽ khởi động đề nổ. Trong trường hợp mà làm một vụ mùa xong mình lại cất máy đi, mình vệ sinh máy, thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ rút ắc quy ra, và để tránh cho trường hợp là ắc quy cứ để trong máy lâu thời gian thì ắc quy sẽ bị kiệt, nên là chúng ta sẽ tháo ắc quy ra để chúng ta bảo quản bảo dưỡng cho nó tốt.
chiếc máy turbo 178 này thì mình sẽ sử dụng nhiên liệu chính cho máy, đó là nhiên liệu dầu. Chúng ta sẽ đổ dầu vào đây ạ. Dưới vị trí thùng dầu thì bà con lưu ý là mình sẽ có một vị trí để chúng ta có thể đổ nhớt động cơ. Nhớt động cơ ở đây thì mọi người sẽ sử dụng nhớt 4 thì nhớt xe máy để chúng ta làm mát được cái động cơ của máy. Trong trường hợp lâu ngày chúng ta sử dụng cái phần đề nổ này nó khó khăn thì mọi người có thể sử dụng tay dập nổ. Đây là tại vị trí chúng ta khởi động tay dập nổ. Đây là bộ phận lọc gió. Theo thời gian khi chúng ta sử dụng thì mọi người nên tháo cái lọc gió này ra để chúng ta vệ sinh, để cho máy dễ hơn trong những giờ nổ tiếp theo. Bộ phận bô này thì chúng ta sẽ không chạm tay vào, bởi vì khi máy hoạt động thì nó sẽ rất là nóng, chúng ta chạm tay vào sẽ rất là nguy hiểm. Ở phía đằng trước đây sẽ có một cái vị trí như cái vô lăng này. Với cái vô lăng này thì mọi người sẽ sử dụng để chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ nâng cao và độ hạ thấp của hàm cắt cũng như là bánh xe. Khi mà mọi người xoay theo chiều kim đồng hồ thì cái hàm cắt của chúng ta sẽ di chuyển thấp xuống, nó sẽ tiếp xúc với mặt đất gần hơn. Và khi mà chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ thì cái hàm cắt của chúng ta nó sẽ di chuyển lên, nó sẽ đi lên cao hơn. Mọi người có thể nhìn thấy là phần khung rất là chắc chắn và dày dặn. Khi mà chúng ta đổ nhớt thì mọi người đổ nhớt ở phía bên này cho nó gần. Thăm nhớt thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ đổ 2/3 thăm nhớt ở đây. Chúng ta mở ra, chúng ta đổ nhớt và chúng ta sẽ lau cái thăm đi để chúng ta vệ sinh. Đây, như ngày hôm nay thì Vinmax sẽ test cái máy này cho khách hàng nên là Vinmax đã đổ rồi 2/3 thăm ạ. Sản phẩm này chạy dây kết nối sẽ là dây cura, và dây cura kết nối từ trục phần trục băm tới phần động cơ. Đây ạ. Bà con sử dụng với chức năng cắt cỏ thì mọi người giữ cái khung này, nhưng khi mà mọi người sang đến phần sới hay là phần sạc cỏ thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ tháo phần bánh xe này ra để cho mình dễ thao tác và dễ sử dụng. Ngay bây giờ thì em sẽ khởi động đề nổ để cho máy nó hoạt động để bà con chúng ta có thể nhìn thấy. Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần gạt cái phần ga, gạt phần ga lên và chúng ta sẽ khởi động máy. Khởi động được máy, vận hành được cả một con máy như thế này rồi. Có rất là nhiều chức năng. Với cái chiếc máy này, với cái hàm cắt là 60 xăng, thì mọi người có thể là khi mà chúng ta phay thì phay sâu là từ 10 cho đến 35 cm, tùy thuộc vào cái mức mà chúng ta điều chỉnh bằng cái phần tay quay vô lăng ở đây. Và với cái việc mà thực hiện chức năng sới thì mọi người có thể sới được với cái bề rộng là 50 cm. Một chiếc máy mà chúng ta tích hợp rất là nhiều chức năng, từ sới đất này, cắt cỏ này, sạc cỏ này, lên luống, và cùng một chiếc máy, và là một chiếc máy chạy dầu nữa, với cái mức chi phí bỏ ra nó không quá cao mà nó lại đem lại cái hiệu quả cực kỳ là cao cho bà con nông dân. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà bà con nhắc để chúng ta có thể sở hữu chiếc máy này. Để chúng ta có thể là mua hàng hoặc là cần tư vấn thì có thể gọi điện thoại đến số hotline 024 38 38 3456, hoặc mọi người có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website của Vinmax thì có rất là nhiều cái sản phẩm với các cái model khác nhau, cái mức chi phí nhỏ đến lớn để cho bà con của chúng ta có thể lựa chọn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Nếu mà có thắc mắc hoặc là cần giải đáp gì thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là bình luận trực tiếp ở dưới bài viết để Vinmax có thể hỗ trợ giải đáp cho mọi người một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.